Em Vũ mặn gì hả? Anh đi mặn gì ơi? Rồi ủa hai mẹ con làm gì ngồi đây hả? Coi coi mấy cái đầm của cái Như này đẹp quá. Tính mua đầm cho con hả? Ủa ơi, anh ngồi ké trời với coi. Ơi chen lên nữa. Đứt cái giọng. Ngồi ké với coi. Ngồi chai dành này kìa. Cái dành nhỏ nữa. Phải có cây cha. Cái ghế không được dành. Cho cha ngồi chút xíu đi. Rồi dành đi nhỏ. Cho cha ngồi chút đi. Cho cha ngồi chút đi. Không cho ngồi nữa. Thôi vậy cha ngồi dưới đây. Ngồi dưới đây cho nhỏ ngồi cho anh đi. Này nấm bóp rồi. Nấm bóp rồi. Con ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Chưa ăn hả? Ở nhà mẹ chưa nấu cơm hả? Ra đi mặn ngày có mệt không? Mệt, bữa nay đi mặn về hôm nay mệt quá. Nắng quá trời nắng luôn. Chiếc chỉ mưa thôi. Không nắng gì đâu mà thấy nóng lạnh luôn mà tới treo cái bắt đầu chỉ mưa. Chịu không nổi luôn. Trời, bữa nay giờ nóng rồi. Nổi một bụng mình cầm giò luôn rồi. Bữa nay làm gì mới nhà bán đồ mát mẻ dữ vậy trời. Chơi trời nực à. Mặc đồ mát cũng la nữa trời. Bán đồ này là ở nhà thôi đó nghe, không có đi ra đường nha. Chị có đi đâu đâu. Còn hai trước đó. Đi ra đường là tới công chuyện với tôi nè. Tới nữa rồi. Có đi đâu đâu. Ừ, giờ này không gài mỏi nữa nè. Thôi bây giờ đi vô mà dọn cơm cho anh ăn nè. Cái bụng mày hả? Đi vô dọn cơm cho cha ăn chưa? Đi vô dọn cơm ăn. Đi vô ăn cơm. Vô ăn cơm. Ơi. Bữa nay ba cái cá chiên gì đâu mà nó ăn công nhận làm ngon thiệt. Tưởng đâu chê chứ à. Chê cái gì? Vợ anh là số 1 mà chê. Dạ. Rồi rồi mai cũng đi mặn gì phải không? Thì đây sắp lên đó là mình đi mặn gì hoài luôn đó. Thế công công trình này chắc mặn cũng vài tháng. Tại mặn vài tháng kiếm tiền mình xài. Anh đi xa thôi, anh ở với ông Bảy luôn đi. Ôi, ông Bảy, ông ngủ miếng gần vô lắm. Ngủ với ổng không có được. Thì đó. Ông Bảy, ổng có biệt tài nghiến răng nữa hả? Miếng gần vô lắm, ngủ không được. Rồi, cái kiểu này chị Hồng Nguyễn mà chị thấy rồi sao trời. Cái gì vậy? Nè của con không được dành kìa. Sao cả tới ngày dành hoài à. Đây, đây với mẹ. Trời ơi, mẹ chút cố. Ừ. Trời kỳ cục quá à. Cha ngồi chút đi. Cha ngồi đi nghe. Trời ơi, con ăn cơm no chưa? Nhưng mà đây. No rồi hả? Yeah. Đó, rồi ngày mai á, thì đúng 7 giờ á. Hồi sáng giờ chiên cơm ăn hay gì cũng được. Thôi, ăn cơm chiên hoài ngán đó. Sao anh có sức? Sáng anh đi ăn sáng với ông Bảy đi rồi ăn trưa cơm phần đi, chiều gì à luôn. Chiều gì ăn cơm nhà. Ờ vậy á, vậy cho tiện đi, sáng khỏi nấu nướng gì cho mất công. Cái này không được. Sao hả? Chưa anh phải về nhà anh ăn cơm với em. Trời ơi mất công đi vậy đi chứ nó tiện rồi cũng về nhà ăn tiện cơm gì? Nữa. Thôi chưa ở nhà hai mẹ con ăn buồn rồi, chưa anh về anh ăn. Trời ơi, đi đâu cũng theo theo hoài. Dẫn em không có đủ. What? Đã có con bành kia rồi, không được nữa. Thì con mới có 6 tuổi à. Trời. Hãy đó đi. Tưởng đâu mới có 6 tháng à. Cha, làm người ta cười chết luôn đó. Đi đâu mới có 4-5 tiếng là thấy anh nhớ em rồi đó. Anh muốn chạy về đó. Gì đâu mà nó thơm, gì đâu. Bận rộn thiệt tình đó. Nha. Yeah. Rồi ông Bảy ông lại làm gì vậy? Ai điện em? Út điện nè. Hello. Dì Út hả? Nghe Út ơi. Nghe chị. Điện. Má đang bệnh á, rồi chị với anh á có rảnh đi về thăm má nghe. Má bệnh hả? Má bệnh á. Má lớn tuổi rồi má bệnh á, tranh thủ về nha. Trời ơi trời, coi 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 để chị về liền, vậy thôi đi.
má bệnh rồi. Má bệnh rồi hả? Ừ, anh có xin nghỉ được không? Mới vô làm có 1-2 ngày rồi xin nghỉ sao được. Đi vô trước đi. Rồi đi không? Rồi anh đi với em không? Chắc anh đi không được quá, anh đi xin nghỉ rồi sợ người ta thiếu rồi người ta không có cho. Thôi bây giờ vậy thôi em đi mình à. Anh em đi mình mà em đi tranh thủ chiều về nghe. Thì rồi thì người ta về. Má bệnh mà hôm nay tranh thủ chiều về nữa. Sao em anh chịu không có nổi. Trời mệt ông quá trời. Đi đó. Đi coi tranh thủ đó nghe. Chọn đồ đó. Ui là trần. Alo. Bảy ơi. Rảnh không anh Bảy? Là rảnh lại hai anh em nhậu chơi. Có vợ mày nhà không? Dạ em nó đi về Bún Bình Thiên rồi. Dạ. Ừ. Đi đâu rồi? Đi Bún Bình Thiên làm gì? Đi nghe nói ngoại bệnh gì đó. Ngoại của Như á. Rồi sao mà một lần mày đi chứng chứ đâu mà sao mày không đi theo? Giờ mới có vô làm mà mắc kẹt bây giờ vô không có được. Mới có làm ta 1-2 ngày rồi sợ nghỉ không có người thế. Chứ đó chứ. Vợ mày chuyện nào gì á? Nghe nói không? Chắc em dặn nó là chuyện gì á? Ừ. Rồi với tao lại. Rồi. Rồi anh lại liền nha. Rồi. Ừ. Ồ hay. Ê, Dũng làm gì hả? Chú anh. Anh Mỹ. Gì hả? Gì mà khóc hai vợ mới đi mới có chút gì khóc ta ơi. Rồi chừng nào vậy? Bây giờ sáng giờ 6-7 tiếng hồ mà giờ này 5 giờ chiều mà chưa về tới nhà nữa. Trời. Nào giờ tao mới thấy mày nghe Vũ Anh. Có đời nào mà em trai vợ em được đâu anh Bảy. Thiệt tình nha. Có đi mà... có nói gì không? Trước khi đi á là em dặn nó là sáng đi chiều phải về à. Em mà chưa về nữa hả? Ừ em sai nó đâu có được. Đi thăm ma bà già bệnh thì em vẫn từ nó về mày làm gì mà mày khóc. Đó mà không về hả chiều nay hả? Em lấy xe em đi giọt lên trên Bún Bình Thiên trả luôn đó. Ừ. Đây chả anh có 60 cây số chứ nhiều. Ừ hồi đó nó hồi trước khi nó đi đó tao thẻo là tao đeo cổ đi. Chứ năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Để đi giờ khóc. Ông làm còn hơn cùng thịt bò đó, muốn thẻo. Chứ vợ mày đi vắng mà không được một ngày, không được một buổi nữa là khóc rồi. Mày là chuyên gia. Vũ Anh này tao lại mày cái Vũ Anh. Mày cũng vừa thôi. Anh có đừng ông ai như tệ như mày vậy. Thông cảm đi tại vì á ở nhà em ngủ trong lòng nó không à, trong tay không à. Dạ. Ừ. Trời. Đi khai ra chim cố. Nói nhỏ mà nên anh biết thôi đừng có nói lớn. Ừ. Đừng nói với người khác nghe không. Đừng có la làng nghe trời ơi, la làng là ra ngoài mất cỡ chết. Ừ. Rồi. Rồi sao rồi. Rồi tính là mày đứng đi ra nên nói gì. Thôi đi đừng có đi. Em đợi là cả khoảng tới 6 giờ mà nó không về ha. Là em xách xe em đi lên trển cho coi. Thôi đi đừng có khóc nữa. Nghe cái gì nãy nè. Cái gì để rồi lại sao rồi. Chưa có mặn mồi nữa. Thôi gì tao bữa nào tao không quải mày. Sao vậy? Nhậu không nổi đâu. Ở nhậu chơi. Tin lợi mày chơi thôi. Nhậu gì giờ gặp mặt mày sao tao nhậu nổi. Có đem khô gì không? Không. Con vợ mày đi mới có chưa được buổi, chưa được ngày nữa mặt mày khóc. Ừ trời sao mày tệ dưới Vũ Anh. Là tao mới thấy mày đó Vũ Anh. Đó giờ anh biết rồi. Em đi mặn có xa mà vợ em được đâu. Ừ trời. Chứ này nó đi đâu về bên ngoài mới về đâu. 6-7 tiếng hồ vậy này chưa về tới. Lại mày luôn. Mà mốt nhớ nha nó có đi mà kêu cặt đây lại. Đeo lên cổ vậy nè. Thôi tao đi về. Nhớ nha kêu đi cặt đeo cổ nè. Giờ này mày chưa về nữa trời. Đi gì đâu mà có thằng nào mà đi giữ thằng hôn chứ. Vợ mình thiệt tình chiếc này đi đâu cũng không cho đi chứ. Con ơi. Dạ. Con lấy điện thoại con điện mẹ về con. Điện mẹ đi. Trời nhớ mẹ quá à. Mẹ ơi, trời nhớ mẹ. Ta kêu điện cái gì ạ? Dạ. Chút nữa mẹ về à. Mới gì chút xíu à là điện rồi. Vậy thôi nghe con. Dạ. Rồi mẹ nói gì vậy? Mẹ nói mới về là điện rồi. Vậy hả? Mẹ nói chút mẹ về hả gì? Ai hốt mà. Chứ bây giờ lại không chịu về gì hết trơn á. Thiệt tình á. Mẹ con á đi bỏ trai gì đó. Bây giờ không biết sao. Thôi ai cho con mình đi vô luôn.
Để mẹ dịu. Thiệt tình. Nhưng ơi, mẹ dịu rồi. Mẹ có gì rồi, mẹ có gì rồi. Em mẹ. Trời ơi, sao đi ngậm cỏ vậy? Thiệt tình. Ôi là trời, chưa thấy thằng đàn ông nào như thằng chồng của tôi vậy đó.